Tập 18. Ba, bố mẹ, có cơm chưa ạ? Con đói quá. Hoa Hoa nói tối nay con phải làm thêm giờ cơ mà. Đổi lịch ạ? Dù sao con cũng chỉ là thực tập. Lôi Lôi, bọn này đến rồi. Cứ ngồi đi, đừng cử động. Được đấy, không sao chứ. Các cậu không sao chứ? Mình bị chúng nó tóm, nhưng mình chẳng biết gì cả. Người ta phải thả ra thôi. Số hàng đó bị tịch thu rồi. Xin lỗi nhá, người anh em. Dở hơi à? Không làm sao là tốt rồi. Số hàng đó dù gì cũng là hàng hóa. Thằng khốn Trương Quân thế nào? Bị giữ ở đồn công an một ngày. Vốn dĩ cơ quan hắn định đuổi việc hắn, nhưng hắn nhờ người chạy trọt nên chỉ bị xử nhẹ. Dễ dàng cho thằng đó quá. Cậu đâu có mất mát gì. Sao mặt dài như cái bơm thế? Ai bảo mình không mất mát gì? Mình bị một phen kinh hoàng đến nỗi xón cả da quần. Xe thì bị hỏng. May mà mình đã luyện chạy đường dài 500m đấy. Mình mà bị tóm thì chắc chắn sẽ bị đơn vị đuổi cổ. Đuổi thì đuổi chứ sao. Cậu ấy à, cùng lắm chỉ cần xách một túi đến gặp ông cục trưởng là xong. Đúng thế. Cũng thế cả. Hay xách đến cho mình đi. Cậu á? Thế túi của cậu đâu? Cậu nói thế mà không sợ à? Coi thường người khác phải không? Mình nói cho cậu biết, mấy năm nữa cậu có muốn đút lót mình cũng còn phải suy nghĩ. Không phải chứ Lôi Lôi, hàng bị tịch thu, cậu thì bị thương, sao vẫn vui vẻ thế? Có chuyện gì vậy? Cậu không ăn vụng thực toàn đại bổ hoàn đấy chứ? Cậu tự lo cho cậu đi, quan tâm đến chuyện của mình làm gì? Không đúng. Trong phòng này có mùi đàn bà. Cậu bị thần kinh đấy à? Đây là bệnh viện, y tá không phải là đàn bà sao? Khai mau, có phải tóm được Diệp Thanh rồi phải không? Sao cậu biết? Sao mình có thể không biết được? Sự tích Romeo và Juliet của các cậu đồn sang tận trường bọn mình rồi. Cậu thật là... Da đen, mình không hiểu nổi sao cái cô Juliet này lại chết cậu được nhỉ? Đúng thế. Phải nói cậu làm Romeo thế này thì soàng quá. Liên quan gì đến cậu? Đừng đánh. Đánh mình à? Đau rồi chứ gì? Diệp Thanh, con ngủ chưa? Chưa ạ. Mẹ, sao mẹ chưa ngủ? Nằm trên giường cũng chẳng ngủ được. Mẹ già rồi, có nằm cũng chẳng ngủ được. Lúc lại tỉnh, lúc lại tỉnh. Mẹ tìm cái gì thế? Cái gì? Mẹ tìm cái gì á? Mẹ nói là mẹ cần tìm cái gì à? Thế sao mẹ cứ nhòm ngó lung tung? Mẹ nhòm ngó lung tung à? Mẹ thấy hình như con... Hình như làm sao à? Mẹ thấy con vui nên không vui à? Con cứ phải nhăn nhó đau khổ thì mẹ mới vui đúng không? Còn bé này, nói lung tung cái gì thế? Nước sôi rồi đấy. Con có muốn tắm không? Lát nữa con tắm. Nước sôi rồi, con biết rồi. Chị Hoàng, lúc nào em được ra viện? Nhanh thôi, lần đầu tiên tôi thấy bệnh nhân bị thương nặng như cậu mà khỏi nhanh thế đấy. Em luyện võ mà, giỏi không? Bốc phét. Hôm nay bạn gái cậu không đến à? Đến chứ, sao lại không? Một ngày không nhìn thấy em, cô ấy không chịu nổi đâu. Có mà một ngày không có cô ấy, cậu không chịu nổi thì có. Vợ ơi,
Đang nói đến cô thì cô đến. Nghe nói cô là sinh viên trường y phải không? Cô cập nhiệt độ giúp tôi nhé. Xong thì viết vào hồ sơ hộ tôi luôn. Vâng. Cảm ơn chị. Sao vậy? Em không ghen với chị Hoàng đấy chứ? Ai là vợ anh? Lần sau không được gọi lung tung đâu đấy. Được rồi, không phải vợ thì là bà xã, được chưa? Cặp nhiệt độ, đừng nói nhiều. Giơ tay lên, tay trái. Tay trái, đây không phải cánh tay sao? Trái phải mà cũng không phân biệt được à? Được rồi, lạnh đấy nhá, cẩn thận. Cặp xong, có nhiều thứ ngon để ăn lắm. Tất cả trong túi à? Đúng thế. Sao toàn là táo thế? Anh muốn ăn không? Muốn. Cái áo cứ để kia, đừng. Quần xịt đấy. Cẩn thận cái cặp nhiệt độ. Có gì mà không cẩn thận chứ? Lần đầu tiên cặp nhiệt độ đấy à? Ai lại tùy tiện giặt quần xịt thế? Ai thèm giặt? Vơ vào. Vợ. Ai là vợ anh? Em chứ ai? Ai thừa nhận? Có người. Chị Hoa. Chị đang tìm em đây. Như vợ chồng ấy nhỉ. Chị muốn nói gì thì nói đi. Để lâu trong lòng, sinh bệnh đấy. Chị có tư cách gì mà nói em chứ? Chị đâu phải chị ruột em. Thế thì đừng nói nữa. Trước mặt bao nhiêu giáo viên trong khoa, em diễn vở Romeo và Juliet mà không sợ nhà trường sẽ xử lý sao? Em không nghĩ như vậy. Em cũng chẳng diễn gì cả. Em chẳng còn cách nào khác. Nếu chị là em, chị cũng sẽ làm vậy. Chị sẽ không làm vậy. Đó là vì chị không phải là em. Một thời gian dài, chị đã luôn suy nghĩ từ lập trường của em. Đúng là Lôi Lôi rất yêu em. Nhưng quả thật cậu ấy quá nguy hiểm. Ở cậu ấy có quá nhiều nhân tố bất ổn. Em cũng biết thái độ của nhà em đối với cậu ấy rồi đấy. Em yêu cậu ấy tức là chống lại cả thế giới này. Em đã có sự chuẩn bị tư tưởng này chưa? Em đã thử. Em đã thử rời xa anh ấy. Nhưng em không làm được. Em biết để được ở bên anh ấy sẽ rất khó khăn. Nhưng không có anh ấy, em cũng sẽ sống không vui y như vậy thôi. Lôi Lôi, anh ra ngoài sao không mặc thêm áo? Nhớ bị cảm lạnh thì sao? Chỉ làm người khác lo thôi. Mau vào đi, anh không biết xem nhiệt kế. Đỡ nhiều rồi, nhưng vẫn phải chú ý nghỉ ngơi. Diệp Thanh, anh xin hứa, cuộc đời này ở bên anh, anh sẽ không để em phải chịu ấm ức đâu. Sao vậy? Anh nói thật đấy. Vâng, em tin. Đi nào, về phòng đã. Về việc xử lý Diệp Thanh, tôi muốn nghe ý kiến của cậu. Nhà trường quyết định thế nào ạ? Cô ấy vi phạm quy định của trường. Về lý thì phải kỷ luật hành chính. Thầy Ngô, nếu vậy thì cô ấy sẽ không được phân về bệnh viện lớn nhất. Lúc làm như vậy, cô ấy nên nghĩ đến hậu quả. Nhưng cô ấy cũng có làm chuyện gì quá đáng đâu ạ? Quả như là cậu vẫn bảo vệ cô ấy. Cô ấy là học sinh của em. Bất kỳ học sinh nào gặp phải vấn đề tương tự, thái độ của em cũng như vậy. Điều này không liên quan gì đến tình cảm cá nhân. Không liên quan sao? Vậy thì được.
Thế thì tôi cứ phép công mà làm. Thầy Ngô, xem ra thầy nhất quyết ép em phải nói ra những điều trong lòng em. Đúng, từ đáy lòng em vô cùng quan tâm đến Diệp Thanh. Dù cho sau này cô ấy có yêu ai, lấy ai, em vẫn mong cô ấy được hạnh phúc. Vì Diệp Thanh quá tốt, quá trong sáng. Hơn 20 năm nay, cuộc sống của cô ấy chẳng dễ dàng gì. Thầy Ngô, em xin thầy, hãy cho Diệp Thanh một cơ hội để cô ấy thực hiện ước mơ của mình. Nếu không đủ chỉ tiêu, em sẽ về nông trường. Bây giờ tôi mới hiểu tình cảm của cậu dành cho Diệp Thanh. Có lẽ đây mới là mối tình đầu thực sự của cậu. Chắc bố mình không biết đâu. Có khi bây giờ biết rồi cũng nên. Mấy hôm nay mình không dám về nhà, chỉ sợ mẹ cậu đến nhà mình tìm mình. Mở cửa đi. Mẹ, cái thằng chết tiệt này. Mẹ, con nhớ mẹ quá. Thế là được gặp mẹ rồi. Nhớ cái nỗi gì? Nhớ ăn thì có. Cô đừng động vào cậu ấy. Bác sĩ nói cậu ấy vẫn chưa nhanh nhẹn bình thường đâu. Đúng thế, đầu óc con vẫn chưa nhanh nhẹn đâu. Đúng thế ạ. Bác sĩ nói vết thương của con quá nguy hiểm, suýt nữa thì tàn phế. Con nói linh tinh cái gì thế à? Con nói linh tinh nữa mẹ sẽ... Cô đã đến đây rồi thì cháu xin phép ạ. Đầu to, khoan đã, để mình tiễn cậu. Thôi, để mình tiễn. Cậu đừng tiễn nữa, ngoan ngoãn nhận lỗi với mẹ cậu đi. Mình đi đây, giữ gìn sức khỏe nhé. Mẹ, để con dọn giúp mẹ nhé. Mẹ trừng mắt như vậy con sợ lắm. Mẹ muốn nói gì con không biết sao? Con không biết. Mẹ nghĩ con trai mẹ bây giờ cao từng này rồi, da dày xương cứng rồi. Mẹ có muốn đánh cũng chẳng đánh nổi, đánh chỉ tổ đau tay. Mẹ, con đâu có làm chuyện gì xấu. Sao mẹ cứ muốn đánh con thế? Mẹ muốn đánh con phải không? Mẹ đánh đi, đánh vào đây này, đánh mạnh vào. Cái thằng này, con mà còn không làm những chuyện gì xấu. Việc đầu cơ buôn bán của con, mẹ mà không nhờ người ta ỉm đi, thì bây giờ con có thể tự do ở đây nói linh tinh được không? Họ là cái đồ tồi. Vết thương của con vẫn chưa khỏi hẳn, con nằm viện lâu như vậy, con nói gì được? Thằng khốn Trương Quân cài tăng vật hãm hại con. Con là người bị hại, con trai mẹ là người bị hại. Chuyện này chưa xong đâu, con sẽ kiện thằng đó. Con sẽ bắt thằng đó phải bồi thường. Thôi dẹp đi, bố con mà biết thì cái mạng con có còn không? Bố con làm con trai của bố con thì hay ho gì? Đánh không dám đánh, mắng không dám mắng. Con có làm bố con xấu hổ mất mặt không? Con không có nhân cách sao? Lại còn nói lý. Con chưa khỏi mà. Việc buôn bán đi lại của con vốn dĩ đã chẳng phải chuyện đàng hoàng gì. Giờ xa xa lại có chuyện, con mau chóng tìm một công việc đàng hoàng mà làm cho mẹ nhờ. Đừng suốt ngày ăn không ngồi rồi nữa. Ai ăn không ngồi rồi? Con cống hiến cho nhà nước như vậy mà mẹ không nhìn ra à? Con đừng nói linh tinh nữa. Mẹ đã có lời với Ủy ban Nhân dân thành phố rồi. Sáng mai con hãy đến Ủy ban làm việc. Chẳng phải con rất thích xe cộ sao? Ở đó toàn xe xịn đấy. Con lái xe cho lãnh đạo ủy ban tạm đã. Rồi mấy hôm nữa mẹ sẽ xin chuyển con lên tỉnh ủy. Con không đi. Con nói lại lần nữa xem nào.
Mẹ, con bao nhiêu tuổi rồi, tự con nuôi được mình, mẹ đừng lo cho con. Được. Mẹ mặc kệ con. Con muốn sống thế nào thì sống, mẹ không lo nữa. Mẹ, đơn vị quốc doanh không hợp với con đâu. Sao mẹ cứ ép con phải đi nhỉ? Con làm ở đó suốt ngày cãi nhau với lãnh đạo, chỉ thêm rắc rối cho mẹ thôi. Bây giờ con đang bắt đầu cân nhắc về việc tự làm chủ đây. Mẹ đừng hắt nước lạnh vào con nữa. Đây là lần cuối cùng mẹ tìm việc cho con. Đi, mai đến đó báo danh. Không đi, sau này con có muốn nhờ mẹ tìm việc cho con, mẹ cũng không tìm. Vì con mà mẹ mang ơn người ta quá nhiều rồi. Tự con suy nghĩ đi, mẹ đi đây. Con bé này ở lì trong phòng làm cái gì thế không biết. Mình sắp thành gián điệp rồi đấy. Nó ở nhà mình theo dõi nó như vậy, nó ra ngoài thì làm sao? Thì vì tôi không yên tâm. Diệp Thanh, còn có muốn ăn ít hoa quả không? Chẳng phải vừa ăn rồi sao? Con đóng cửa suốt làm gì vậy? Mẹ, sao mẹ cứ hỏi đi hỏi lại thế? Luận văn của con mới viết được cái tiêu đề, bị mẹ giục đến nỗi con không viết nổi. Được rồi, con viết đi. Nó đang viết luận văn. Alo. Chào chị, Diệp Thanh có nhà không? Có. Anh là ai? Tôi là giáo viên hướng dẫn luận văn của Diệp Thanh ở trường Y. Tôi họ Ngô. Thầy Ngô, chào thầy. Thầy tìm Diệp Thanh à? Là thế này, có một số ý kiến xung quanh việc sửa luận văn. Tôi muốn thảo luận với Diệp Thanh một chút. Cô ấy có nhà không? Có, thầy làm ơn đợi một lát. Diệp Thanh, điện thoại của thầy Ngô. Thầy Ngô à? Ừ. Alo, thầy Ngô à? Ừ, thuốc của tôi mình để ở đâu? Có nhiều vấn đề chúng ta phải thảo luận. Em hãy đến vườn hoa đường Trung ương nhé. Muốn chết à? Anh sợ cái gì? Anh đợi ở đây cả nửa ngày rồi, mau ra đây đi. Vâng, em biết rồi. Diệp Thanh, vừa rồi là thầy chủ nhiệm khoa của con đấy à? Sao mẹ nghe giọng không giống thế? Khoa con nhiều giáo viên như vậy, làm sao mẹ biết hết được? Con phải đi đây, nếu không thầy Ngô lại đi mất.
Mẹ, nếu hôm nay mà muộn thì con ở lại trường luôn nhé. Mai trong khoa có cuộc họp. Diệp Thanh, đây có phải cái áo cậu con mua cho con ở Hồng Kông không? Vừa quá. Đẹp lắm. Sao trước đây con không mặc? Trước đây không có cơ hội mà mẹ. Con đi đây. Em muốn dọa chết em đấy à? Ai dọa ai? Xe anh có gương đấy. Đẹp quá. Hôm nay trông anh cũng rất đẹp trai. Dĩ nhiên rồi. Nhìn cái gì? Quân tử chỉ nói chứ không ra tay. Em không phải quân tử. Giả vờ giả vịt. Nào, lên xe đi. Ôm anh đi, không ngã đấy. Ôm chặt vào. Chưa bao giờ ngồi xe máy à? Khai thật đi. Chiếc xe này đã chở bao nhiêu cô gái rồi? Anh nói cho em biết nhé. Em là người đầu tiên. Và cũng là người cuối cùng. Ngồi chắc vào. Con bé này không biết ăn mặc đẹp như vậy là đi đâu. Mình không nhìn thấy vẻ mừng rỡ của nó đâu. Sao mình cứ lải nhải thế nhỉ? Phiền phức. Nếu mình không yên tâm thì gọi điện thoại cho Hàn Dương hỏi xem. Thì tôi chỉ đang nói chuyện với mình thôi mà. Việc này cần gì phải làm phiền người ta. Hoa Hoa, em thôi cái điệu bộ thương xót của em đi. Nhìn khó chịu lắm. Thầy Dương, thầy có cần phải đi khám bác sĩ không? Chính tôi là bác sĩ rồi. Bác sĩ không chữa nổi bệnh của mình. Thầy nín nhịn như vậy sẽ sinh bệnh thật đấy. Sao tôi lại phải nín nhịn? Con gái các em đọc nhiều tiểu thuyết Quỳnh Dao quá đấy. Cứ áp đặt tôi là một nhân vật đáng thương mới chịu nổi à? Em chưa bao giờ đọc Quỳnh Dao. Em mà đọc Quỳnh Dao thì sẽ chết để chờ đợi thầy. Hoa Hoa, lúc nào em cũng thẳng thắn như vậy. Bạn trai em có chịu nổi không? Chưa bao giờ em thẳng thắn với anh ấy. Tôi không sao đâu. Em về đi. Biết có ngày hôm nay, việc gì em phải vội vàng tìm bạn trai chứ. Em không sợ bạn trai em nghe thấy câu này sao? Dĩ nhiên là sợ rồi. Thầy Dương, em biết giữa em và thầy không có gì. Trong lòng thầy chỉ có Diệp Thanh. Nhưng em thực sự không hiểu. Thầy cứ muốn tiếp tục thế này sao? Thầy đợi cái gì? Đợi họ chia tay à? Đừng nghĩ tôi nham hiểm như vậy được không? Tôi rất mong hai người họ được hạnh phúc. Thế còn thầy? Chẳng lẽ cả đời thầy sẽ... Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện cả đời. Bây giờ tôi chỉ nghĩ đến việc viết luận văn thật tốt.
vì bài luận văn này rất quan trọng với tôi. Em biết, nếu bài luận văn của thầy được chấp nhận, thầy sẽ được sang Mỹ dự hội nghị sinh viên hàng năm. Thầy sẽ có thể rời khỏi Trung Quốc, sẽ không phải gặp bọn em nữa. Chẳng lẽ em không hy vọng tôi thành công sao? Đến đây làm gì? Anh đưa em đi chơi trò này giật gân lắm, có dám không? Ngoài đánh nhau phóng xe như điên ra, anh còn biết chơi trò gì giật gân nữa vậy? Coi thường anh phải không? Không sợ thật chứ? Sợ cái gì? Thi nhá. Đi. Dám thi không? Thi á? Thi cái gì? Bây giờ em đang làm cái gì? Được thôi, ai sợ chứ? Chúng ta thi xem ai bị chạm chân xuống đất trước. Chỉ sợ em không làm nổi thôi. Anh nói cho em biết, cách đây 10 năm anh đã bắt đầu chơi trò này rồi đấy, chưa bao giờ thua. Bốc phét, lại còn cách đây 10 năm nữa. Sao anh không nói, hồi anh mặc quần thủng đít, anh đã bò trên đường ray rồi. Sao em biết anh mặc quần thủng đít? Em nhìn thấy rồi à? Thua rồi. Ai thua? Rõ ràng chân em chạm đất rồi. Ai thua? Không được ăn gian. Mắt bên nào nhìn thấy chân em chạm đất? Đừng lắc lư. Có tàu hỏa. Sao? Sợ rồi à? Anh sợ thì có. Không sợ phải không? Thế thì chúng ta sẽ đứng đây không động đậy. Ai chạy trước người đó thua. Vớ vẩn. Để xem em thua, anh sẽ phạt em thế nào. Tại sao em lại thua? Anh thua thì sao? Em sẽ phạt anh thế nào đây? Anh mà thua, anh sẽ để em hôn anh một cái. Xuống đi lôi lôi, mau xuống đi. Chạm đất rồi nhá. Xuống đi, nguy hiểm lắm. Thế thì em phải hôn anh một cái. Xuống đi. Sao vậy? Lôi lôi, nhanh lên. Lôi lôi, không kịp rồi lôi lôi. Em tránh ra, anh dùng sức đi. Em đi trước đi. Cố lên lôi lôi. Em tránh ra, cố lên lôi lôi. Nhanh lên lôi lôi. Anh lại lên cơn đấy phải không? Nguy hiểm thế nào anh biết không hả? Nhớ xảy ra chuyện gì thì làm sao? Anh mà chết thì làm thế nào? Anh có tinh thần trách nhiệm không thế à? Anh bỡn cợt em đi à? Nguy hiểm lắm anh biết không? Nhớ anh chết thì em phải làm sao? Anh đã bao giờ nghĩ như vậy chưa?
Định dọa em đấy à? Em đi đâu thế? Ai thuê chị giám sát em thế? Đáng ghét. Người ta quan tâm đến em thôi, không biết tốt xấu gì cả. Trường Định kỷ luật em đấy, biết không? Tại sao chứ? Có để người khác ngủ không đây? Sao chị biết? Hỏi thừa. Chỉ ở trong hội sinh viên, có cái gì chị không biết chứ? Em có biết trên đời này người đàn ông yêu em nhất là ai không? Nói lung tung, chị mau nói đi. Sao chị biết? Không lung tung đâu, thật đấy. Hôm nay thầy Dương đã cãi nhau với thầy Ngô một trận, nhất quyết đòi ỉm việc của em đi. Chị nghe thầy Ngô nói với nhà trường là thầy Dương bày tỏ thái độ, nếu nhà trường kỷ luật em thì sẽ ảnh hưởng đến việc phân công công tác của em. Thầy Dương tình nguyện về nông trường để nhường chỉ tiêu cho em. Rõ ràng em biết thầy Dương luôn một lòng với em mà không mong được báo đáp. Diệp Thanh, cuộc đời này em nợ thầy Dương quá nhiều. Em định trả thế nào đây? Em đợi chị ở ngoài nhé. Diệp Thanh. Thầy Dương. Thầy Dương. Chị đến thư viện trước đây. Chị đợi em ở cổng. Cái chị này. Tôi đến bệnh viện. Còn em? Em và chị Hoa đi hiệu sách. Thầy cười gì à? Diệp Thanh, tôi biết em bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên tôi không nhìn thấy vẻ u buồn trong mắt em đấy. Tôi mừng cho em. Em vẫn luôn muốn nói xin lỗi á. Quá thường. Chị Hoa nói với em, thầy lại giúp đỡ em trong lúc quan trọng. Em có nói lời xin lỗi hay không chẳng nghĩa lý gì. Em biết em nợ thầy phải tính bằng n lần. Em không biết phải cảm ơn thầy thế nào nữa. Thầy là một người quá tốt. Chắc chắn sau này thầy sẽ vô cùng hạnh phúc. Tôi không phải trẻ con, không cần phải an ủi tôi. Sau này em hãy tự lo cho mình. Thực ra yêu đương là một việc rất đau khổ. Con đường sau này của em còn rất nhiều khó khăn. Sao thầy làm nhảm y như mẹ em thế nhỉ? Tôi đi trước đây. Lôi Lôi, tối qua cậu tiến hành đến đâu rồi? Cậu vui cái gì vậy? Mình phát hiện ra vừa yêu vào cậu đã biến thành thằng đần, suốt ngày cười ngớ ngẩn. Cậu thì hiểu cái gì? Khó khăn lắm mới có được một chút tâm trạng vui vẻ, lãng mạn thì bị cậu phá hỏng hết cả. Có kinh nghiệm lãng mạn gì có thể dạy cho mình không? Mình có vấn đề này muốn hỏi cậu đây. Cậu nói đi. Theo cậu, sinh viên nữ thường thích người thế nào? Thích người như mình đây. Mình cũng nghĩ vậy. Mình nghĩ thế này càng đẹp trai. Này, cầm lấy. Em đây, anh đang làm gì thế? Đọc sách, biết chữ cơ à? Mặt trời mọc ở đằng Tây à? Ép người ta phải không? Để xem gặp em, anh xử lý em thế nào? Anh dám làm gì nào? To gan gớm. Anh sẽ đọc cho em nghe một bài thơ. Kinh quá. Em kể anh nghe, lớp em có một cậu rất thích viết thơ tình, lại còn thành lập tổ thơ nữa chứ. Cậu ấy thích một bạn gái cùng phòng ký túc với em. Cứ mỗi lần nhận được thơ tình của bạn ấy là cô bạn gái đó lại đọc cho bọn em nghe. Buồn cười lắm. Mấy cô gái đó cũng chẳng tử tế gì. Dù gì người ta cũng si tình. Anh rất thông cảm với nhà thơ đó. Đối với anh, chỉ có nắm đấm mới giải quyết được mọi việc. Anh bị chiêu an lúc nào mà hết sạch bạo lực vậy? Anh mà bạo lực á?
Từ trước đến nay anh luôn an phận thủ thường, điềm đạm, phóng khoáng đấy chứ. Mai ra ngoài nhé. Mai á? Mai em cũng muốn ra ngoài, nhưng mẹ em thế này em không dám. Không sao đâu, anh sẽ nói với mẹ em anh là hiệu trưởng. Anh đừng thế. Đến giờ mẹ em vẫn hỏi thầy giáo Ngô của con bao nhiêu tuổi, người ở đâu, chỉ thiếu nước đến trường em hỏi thôi. Mẹ em là gián điệp à? Em thử xem nhà em có thiết bị nghe trộm hay cái gì đại loại như thế không. Cái anh này nói lung tung. Chết rồi, hình như mẹ em về rồi. Không nói chuyện với anh nữa, bye. Mẹ về rồi ạ. Alo. Làm em sợ quá. Muộn thế này mà còn gọi điện. Ai mà gọi muộn thế? Chị Hoa. Hôm qua chị mua một cái áo không hợp lắm, em đi đổi cùng chị nhé. Vâng. Lúc nào ạ? Được. Chị Hoa là người như vậy đấy, mua được cái gì là lại muốn đổi. Hoa Hoa sắp kết hôn à? Sao suốt ngày nó rủ con đi mua cái nọ cái kia thế? Sở thích của chị ấy là mua và trả lại mà. Nhưng cũng không thể suốt ngày lôi con đi được. Luận văn tốt nghiệp của con thế nào rồi? Sắp xong rồi ạ. Lôi Lôi, hét cái gì thế? Xem mình mang cái gì cho cậu này. Cháo hạt sen ngân nhĩ đấy. Cảm ơn cậu. Không có gì. Xem ra yêu đương có thể khiến người ta hoán xương đổi cốt thật. Biết có ngày hôm nay, việc gì hồi trước phải như vậy. Thì đại học sớm có phải xong không? Thế thì cậu không hiểu rồi. Thế này gọi là kinh nghiệm thực tiễn. Lại thêm mấy quyển sách tri thức này nữa thì mình chỉ có thắng thôi. Cậu chỉ giỏi bốc phét. Chỉ có cái cô Juliet nhà cậu là không có mắt nên mới nhắm trúng cậu thôi. Văn học sử châu Âu mà cậu cũng xem. Cậu giỏi thật đấy. Lôi Lôi, cậu đọc sách lịch sử, chuyện ký về nhân vật nào đó còn được, chứ cậu đọc tản văn thi ca làm gì? Định mang mấy câu cách ngôn danh ngôn trong đó ra để lừa Juliet nhà cậu đấy à? Biết tình cảm của bọn mình thế nào không? Sống chết có nhau đấy. Việc gì mình phải lừa? Mình chỉ muốn tăng thêm chút hiểu biết cho bản thân thôi. Tăng thêm chút hiểu biết. Thôi xin cậu. Hồng Lâu Mộng cậu cũng đọc, trong đó toàn ba cái chuyện yêu đương. Cậu có đọc nổi không? Cậu coi mình là thằng ngốc, thằng mù chữ thật đấy à? Sao? Cậu có biết tại sao Juliet của mình sống chết gì cũng đòi lấy mình không? Đã bàn đến chuyện cưới xin rồi cơ á. Thì thế đấy, không hiểu tại sao đúng không? Mình đây hiểu chuyện tình cảm. Mình nói cho cậu biết, trong mấy quyển tiểu thuyết, tản văn, thi ca, chỉ toàn viết về chuyện tình cảm thôi. Có thời gian, mình cũng viết một cuốn tiểu thuyết, đó sẽ là Hồng Lâu Mộng đương đại. Mình là Tào Tuyết Cần sống lại mà. Tào Tuyết Cần sống lại á? Mình nói cậu nghe, giờ mấy trang rồi? Sao lại giờ mấy trang rồi? Cậu nói với mình thế thì được, chứ gặp Diệp Thanh thì đừng có nói vậy nhá. Con gái là ghét nhất con trai bốc phét đấy. Đầu to, Diệp Thanh rất hiểu mình. Mình rất chân thành, không bao giờ nói dối, cũng không bốc phét. Cậu đừng đùa nữa.